Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, một số người thường nghĩ rằng phòng ngủ chỉ cần trang trí theo sở thích của mình đúng như định nghĩa là tiện thì đều được. Nhưng nếu phòng ngủ mà không cân nhắc đến yếu tố phong thủy sẽ gây bất lợi cho thân thể và ảnh hưởng tiêu cực tới vận trình của chủ nhân căn phòng. Phong thủy phòng ngủ tại sao lại quan trọng đến như vậy? Có thể là cuộc sống của chúng ta đều chia làm 3 phần, đó là làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi. Và trong 3 phần này, giấc ngủ là yếu tố quan trọng vì khi đó chúng ta sẽ được thư giãn, nghỉ ngơi sau những ngày giờ làm việc mệt mỏi. Cho nên, một căn phòng ngủ không chỉ trang trí cho đẹp mà còn phải khoa học và thuận phong thủy. Nếu như bố trí có thể làm tổn hại cho sức khỏe của bản thân, nếu như bố trí phòng ngủ có thể làm tổn hại sức khỏe của bản thân, hiển nhiên cũng sẽ làm tổn hại tài lộc của chúng ta. Và trong chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát điểm qua các lỗi cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ để có thể tránh mắc phải. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, giường kê sát cửa sổ. Nhiều người nghĩ rằng kê giường sát cửa sổ sẽ thoáng đãng, giúp ích cho giấc ngủ, nhưng hoàn toàn không đúng. Xét về khoa học, giường kê quá sát cửa sẽ khiến con người khó ngủ hơn là bị tiếng ồn, ánh sáng và các tác động bên ngoài ảnh hưởng, từ đó làm tâm tình khó chịu, sức khỏe giảm sút. Xét về phong thủy, giường kê sát cửa sổ thường là cửa kính thì không có điểm tựa vững chắc, vận trình bất định, không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng tới sức khỏe và sự nghiệp. Hiện nay, hầu hết nhà cửa đều san sát nhau nên giường kê quá gần cửa không đảm bảo được tính riêng tư, vận trình tình cảm không được thuận lợi, vợ chồng sẽ lục đục, bất hòa. 2. Kê đồ đạc ngổn ngang trên và dưới giường. Giường ngủ là vị trí lúc nào cũng phải duy trì sạch sẽ, gọn gàng, nếu không sẽ ảnh hưởng tới vận may. Rất nhiều người vô ý phạm phải cấm kỵ phong thủy phòng ngủ, tận dụng gầm giường để kê những đồ dùng không dùng tới hoặc lười dọn dẹp, trên giường ngổn ngang chăn gối. Bất luận là trường hợp nào cũng đều khiến cho vận khí kém đi, không thể hoàn thành được việc mà mình mong muốn. 3. Đầu giường trồng hoặc bày hoa tươi. Hoa tươi có hương, có sắc, giúp không gian tươi sáng rực rỡ hơn. Nhưng không nên bày hoặc trồng hoa tươi ở đầu giường ngủ, sẽ chiêu dụ đào hoa dữ, phá hoại hạnh phúc gia đình. Điều này khiến vợ chồng đều có khả năng có tình cảm riêng ở bên ngoài, ảnh hưởng tới mối quan hệ đang có, nên tốt nhất là tránh đi. 4. Giường kê sát cửa kính hoặc đầu giường treo gương. Một trong những lỗi phong thủy giường ngủ cần thiết phải tránh là kê giường sát cửa kính hoặc treo gương ở đầu giường. Bởi kính hay gương đều có quan sát, ảnh hưởng tới người nằm ngủ trên giường. Ngoài ra, theo tâm linh, kính và gương là nơi trú ngụ của linh hồn, có thế giới khác nên sẽ không tốt cho chủ nhân nếu đặt quá gần nơi nghỉ ngơi. Với trường hợp phạm lỗi này, chủ nhân sẽ xuất hiện tình trạng đau đầu, mất ngủ, ngủ không ngon giấc, sức khỏe sụt giảm nghiêm trọng. Đồng thời, tình cảm vợ chồng, tài vận, đường con cái cũng đều không thuận lợi. Không chỉ không nên che đầu giường mà cuối giường cũng không thể bày gương kính, sẽ khiến tinh thần không yên, quan sát gây rủi ro sẽ chiếu thẳng vào người, họa đến bất cứ lúc nào không hay. Trong tình huống vô ý treo thì nên dùng vải để che lại, khi sử dụng mới bỏ ra để hạn chế nguy hiểm. 5. Đầu giường kê sát nhiều cửa sổ. Kê giường gần một cửa sổ đã bất lợi mà gần nhiều cửa sổ lại càng xấu hơn. Đây là sai lầm phong thủy phòng ngủ thường gặp. Thực tế, phòng ngủ không nên bố trí hai hay nhiều cửa sổ mà chỉ nên có một và kê giường ở vị trí xa. Bởi phòng nhiều cửa thì khí từ tứ phương ập tới,
có khí tốt nhưng cũng có cả khí xấu nên có nguy cơ vướng phiền phức. Hơn nữa, một bức tường chia nhiều ô cửa đại diện cho sự bất đồng, không liền mạch, theo phong thủy là không cát tường. Vì thế, nếu chót bố trí như vậy thì chủ nhân nên lấp bớt chỉ để lại một cửa hoặc dùng rèm dày để che kỹ lại hoặc giảm thiểu các tác động tiêu cực. 6. Phòng ngủ đối diện phòng tắm, nhà vệ sinh. Đây là hiện tượng khá đa dạng hiện nay trong các khu trọ, khu tập thể vì họ không bố trí đúng cách theo phong thủy, thiết kế chỉ để tiện chứ không hợp phong thủy. Hiện tượng này có thể gây ra các bệnh về xương khớp, cơ bắp và cũng khiến cho tiền bạc của bạn sẽ bị chia rẽ, thất thoát. Phòng tắm, nhà vệ sinh là nơi ẩm ướt, thường lưu lại những mùi khó chịu. Chính vì điều này, bạn sẽ hấp thụ phải nguồn năng lượng tiêu cực, không trong lành. 7. Giường ngủ đối diện với cửa phòng. Trường hợp này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhiều bộ phận trên cơ thể. Tùy thuộc cánh cửa đối diện với từng phần cơ thể khi nằm ngủ trên giường sẽ có hậu quả khác nhau. Cụ thể, nếu cửa phòng đối diện với phần đầu sẽ gây ra bệnh đau đầu, đau nửa đầu. Hoặc nếu cửa phòng đối diện với phần thân sẽ gây ra bệnh đau dạ dày và các bệnh liên quan đến khoang bụng. Còn nếu cửa phòng đối diện với phần chân sẽ gây ra các bệnh liên quan đến chân. 8. Cửa phòng tắm, nhà vệ sinh đối diện với giường ngủ. Trường hợp này còn xấu hơn so với trường hợp 1 là cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng tắm, nhà vệ sinh. Nó sẽ gây ra chứng đau đầu nghiêm trọng, làm giảm sự tập trung, giảm khả năng suy nghĩ của chủ nhân trong căn phòng. Nếu vấn đề rắc rối này không được giải quyết một thời gian dài, nó có thể dẫn đến bệnh ung thư và nhiều loại bệnh tật khác. Do đó, bạn cần thay đổi cách bố trí nội thất trong phòng, đặc biệt là vị trí kê giường ngủ càng nhanh càng tốt. 9. Giường ngủ ở ngay dưới thanh xà nhà. Nằm ngủ ở vị trí bên dưới các thanh xà nhà luôn làm bạn cảm thấy bị áp lực, đè nặng. Nó có thể gây ra chứng mất ngủ, thiếu ngủ và đau đầu triền miên. 10. Giường ngủ đối diện với góc nhọn. Đặt giường ngủ ở vị trí như vậy có thể khiến người nằm dễ bị chóng mặt, nhức đầu và các triệu chứng bệnh không thể phát hiện. Trong trường hợp một góc tường nhô ra hay một góc nhọn của đồ nội thất có vị trí cố định đang chĩa thẳng vào giường ngủ, bạn hãy phủ lớp vải bên ngoài để các góc nhọn nhìn không quá đáng sợ. 11. Giường ngủ nằm dưới cầu thang. Vị trí giường ngủ này cực kỳ xấu, nó sẽ khiến người nằm trên giường sẽ mơ ác mộng và gặp những điều không may mắn. Ngoài vị trí này cũng thường có người qua lại, nhưng tiếng động sẽ ảnh hưởng lớn đến tinh thần của những người nằm dưới. 12. Phần đầu giường đối diện bức tường ở phía sau bồn cầu. Nếu cách bố trí giường ngủ này không nhanh chóng được thay đổi, người nằm trên đó sẽ thường xuyên bị đau đầu, rối loạn ý thức, đầu óc và tâm trí mất tập trung. 13. Phần đầu giường đối diện với bức tường ở phía sau bàn thờ. Đây là một trong những vị trí kê giường tối kỵ mà bạn phải cân nhắc để tránh. Nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người nằm trên giường. Vì thế, bạn cần phải thay đổi vị trí giường và bàn thờ để tránh hai thứ đặt vị trí đối diện nhau. 14. Đầu giường không có điểm tựa vững chắc. Một số người thích đặt chéo giường ngủ để tạo bầu không khí lãng mạn hoặc để tránh các thanh xà ngang trên cao. Nhưng việc bố trí này không ổn chút nào. Mọi người cần nhớ rằng đầu giường cần phải được tựa vào một bức tường bằng phẳng, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ bởi nó đem đến cảm giác thiếu chỗ dựa an toàn. 15. Đặt TV, hệ thống âm thanh, điện thoại trước giường ngủ. Nhiều người thường bố trí thêm một chiếc TV trong phòng ngủ để tiện theo dõi. Tuy nhiên, theo phong thủy thì không nên làm như vậy. Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi. Nếu đặt TV trong phòng ngủ, bạn thường sẽ có xu hướng xem các chương trình từ 1 đến 2 tiếng cho đến khi cảm thấy buồn ngủ. Điều này đặc biệt không tốt bởi bức xạ mà các thiết bị điện tử mang lại sẽ rất lớn. Nếu kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự nghiệp của bạn. 16. Lắp điều hòa nhiệt độ ngay trên đầu giường. Nếu điều hòa nhiệt độ được lắp ngay trên đầu giường, không khí lạnh sẽ thổi trực tiếp về phía cơ thể bạn. Đặc biệt là khi bạn đang ngủ, lỗ chân lông có xu hướng hơi mở ra, nên nếu bị khí lạnh điều hòa chiếu thẳng vào, bạn sẽ rất dễ bị các bệnh như cảm lạnh,
cứng cơ và đau đầu. 17. Giường ngủ nằm phía trên, dưới bếp nấu hoặc nhà vệ sinh. Nếu giường ngủ của bạn đang nằm phía dưới hoặc bên trên bếp nấu thì nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của gan và sẽ bị ảnh hưởng tới yếu tố hỏa. Việc đặt giường ngủ của bạn nằm phía trên hoặc bên dưới nhà vệ sinh cũng sẽ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng. 18. Sử dụng vật trang trí cầu kỳ cho trần nhà. Việc trang trí thêm đèn treo trên tường không còn xa lạ với phong cách nhà cửa hiện nay. Nhưng theo phong thủy, bạn nên giữ cho trần nhà càng đơn giản càng tốt để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ. Quý vị thân mến, ngoài việc phải chú ý đến những điều cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ, thì vị trí sắp xếp cửa phòng ngủ cũng cần phải được lưu tâm đặc biệt. Bởi theo phong thủy nhà ở, phòng ngủ có nhân khí cực vượng, mà cửa ra vào lại là con đường thông dẫn khí, nên mọi sự cát hung, họa phúc của nó đều ảnh hưởng lớn tới toàn bộ cục diện căn phòng, cũng như những người sinh sống trong đó. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ những lỗi phong thủy của phòng ngủ thường gặp nhưng không phải gia chủ nào cũng nhận thấy mà có biện pháp khắc phục hợp lý khiến cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Một, cửa lớn chiếu thẳng vào cửa phòng ngủ. Theo quan niệm truyền thống của phong thủy học, cửa phòng ngủ bị cửa lớn chiếu thẳng vào sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của người ở. Phòng ngủ cần có không gian riêng tư nhất định, nếu hai cửa xung nhau tạo nên cảm giác lo lắng, bất an, bất ổn. Lâu dần sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe và tinh thần của người ở trong đó. 2. Gương chiếu thẳng vào cửa phòng ngủ hoặc giường ngủ. Trong phong thủy, gương có tác dụng chủ yếu là dùng để lấy sự chính trực, đối chọi với hung sát, để sát khí phản chiếu về, nhằm mục đích trả lại sự xung sát hoặc sát khí về nơi cũ, tránh được tổn thất. Nếu gương chiếu thẳng vào cửa sẽ ảnh hưởng xấu đến người ở trong phòng. Tốt nhất nên tránh đặt gương ở vị trí đối xung với cửa phòng ngủ hoặc đầu giường ngủ, để hạn chế tối đa những ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tài vận. 3. Bố trí cửa phòng ngủ ngay sát cửa phòng tắm hoặc vệ sinh. Cách bố trí cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm hoặc vệ sinh có tính chất liền kề như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt tới không gian riêng tư trong phòng ngủ. Ngoài ra, luồng sát khí từ nhà vệ sinh đi ra sẽ vào phòng ngủ, không tốt cho sức khỏe của người đó. 4. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa phòng bếp. Cách bố trí này sẽ tạo cục diện môn khí đỉnh đối, sự đối đầu với các luồng khí ra vào cửa. Điều này sẽ khiến tiền tài khó tụ, người sống trong phòng đó khó thành đạt và giàu có. 5. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa phụ trong nhà. Cũng có nhiều trường hợp gia chủ bố trí thêm lối đi phụ kèm theo cửa phụ trong ngôi nhà. Nếu cửa phòng ngủ đối diện với cửa này, trong phong thủy học gọi là trực đạo môn, cửa đường thẳng, sẽ dễ khiến gia chủ vướng vào họa khẩu thiệt thị phi, khó tránh khỏi tình trạng gia đình bất hòa, hôn nhân rạn nứt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.